Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Trong 24 giờ qua trên các vùng biển phía Nam bao gồm cả ngoài khơi xa, từ giữa đến Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển quần đảo Trường Sa. Gió có hướng Nam đến Tây Nam với cường độ trung bình nên biển vẫn êm. Tuy nhiên những đám mây đối lưu thì liên tiếp được hình thành trên các vùng biển này, gây ra mưa rào và dông rải rác kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm nên gây trở ngại trong hoạt động hàng hải. Dự báo trong khoảng 2 đến 3 ngày tới tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi vùng biển miền Trung cũng như là miền Nam và ngoài khơi xa của Biển Đông, bao gồm hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa đều có gió hoạt động với cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5. Riêng khu vực từ Bình Thuận trở vào cho tới Cà Mau và phía tây bắc của quần đảo Trường Sa thì đôi lúc đạt trên cấp 5. Nơi có thời tiết ít mưa, tầm nhìn thông thoáng là khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ và các vùng biển ven bờ, khu vực Trung Bộ từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi, nên đây vẫn là vùng biển an toàn trong hoạt động hàng hải cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Các vùng biển còn lại, đặc biệt là phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và ngoài khơi xa của Biển Đông, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mưa dông sẽ tăng lên từ diện rải rác đến nhiều nơi, kèm theo khả năng xuất hiện tố, lốc xoáy và gió giật nên sẽ gây trở ngại cho tàu thuyền lưu thông. Lưu ý vùng có mây dông đậm đặc nhất kèm khả năng cao có lốc xoáy sẽ tập trung tại phía nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và khu vực giữa Biển Đông, nên bà con ngư dân không nên hoạt động trên khu vực này. Tiếp theo sẽ là phần dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, mưa dông còn diễn ra trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, tập trung về chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió vẫn thịnh hành theo hướng Nam với cường độ khoảng cấp 4, có lúc đạt tới cấp 5 nên biển không quá động. Nhưng do thời tiết vẫn chưa ổn định nên tàu thuyền nhỏ nên hạn chế lưu thông trong khoảng thời gian này. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ do nằm xa hơn về phía Nam nên thời tiết ổn định hơn khu vực phía Bắc. Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới trời mây nhiều hơn về chiều và tối nhưng mưa thì cũng không xảy ra trên diện rộng. Chủ yếu chỉ một vài nơi nên tàu thuyền có trọng tải lớn vẫn có thể lưu thông bình thường. Gió chủ yếu theo hướng Nam với cường độ khoảng cấp 4 nên tình trạng biển ổn định. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Dự báo trong khoảng 2 đến 3 ngày tới gió trên khu vực có hướng Nam là chính, với cường độ ở mức cấp 4 nên sóng biển sẽ dưới 2 mét. Tại đây thì trời còn nắng gián đoạn, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi trong thời đoạn ngắn nên nhìn chung là ít gây trở ngại đến hoạt động hàng hải. Xuôi xuống vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Trong 3 ngày tới gió có hướng Nam đến Tây Nam với cường độ trung bình nên biển sẽ bình thường. Tuy nhiên lưu ý trong chiều tối nay và ngày mai ở phía Nam của vùng biển này thì mưa dông sẽ có xu hướng tăng hơn nên tàu thuyền cũng cẩn trọng khi lưu thông. Đối với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, trong khoảng 3 ngày tới, khu vực này có gió Tây Nam hoạt động với cường độ khoảng cấp 5, giật trên cấp 5, sóng biển dao động từ 1,5 đến 2,5 mét, biển sẽ động hơn. Ngoài ra thì mưa dông rải rác tiếp tục duy trì khiến cho tầm nhìn giảm, kèm theo hiện tượng gió giật, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Chuyển sang vùng biển phía Tây, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu. Gió Tây Nam trên khu vực trong khoảng cấp 3 đến cấp 4, tình trạng biển bình thường trong cả 3 ngày tới. Thời tiết sẽ vẫn có mưa rải rác trong ngày khiến cho tầm nhìn của các phương tiện giảm xuống từ 4 đến 10 km khi gặp mưa dông. Còn với vùng biển Vịnh Thái Lan thì cũng sẽ có gió Tây Nam với cường độ chỉ khoảng cấp 4 nên biển ổn định. Thời tiết có mây thay đổi đến nhiều mây, mưa dông vẫn xảy ra rải rác cùng với khả năng có gió giật và tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa nên phần nào sẽ cản trở đến lưu thông của tàu thuyền. Ngoài khơi xa đến với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, dự báo trong 3 ngày tới hướng gió thịnh hành tại đây chủ yếu là hướng Đông Nam đến Nam với cường độ duy trì ở mức cấp 4 nên biển êm. Tuy nhiên mưa có xu hướng tăng lên kèm theo hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm nên sẽ không an toàn trong hoạt động hàng hải. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, gió trên khu vực này có hướng Nam đến Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, sóng biển dao động từ 1 đến 2 mét, có lúc cao trên 2 mét. Trời nhiều mây hơn, mưa dông xảy ra nhiều nơi, cần đề phòng có tố lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Cuối cùng sẽ là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, đảo Song Tử Tây. Trong 3 ngày tới, gió trên khu vực này tiếp tục thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4. Riêng phần phía Tây Bắc thì sẽ có lúc đạt trên cấp 5, sóng biển dao động từ 1 đến 2 mét và có lúc trên 2 mét. Thời tiết trên khu vực cũng không được ổn định khi mưa dông rải rác vẫn có thể tiếp diễn và gây trở ngại đến việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.